Kính mời đại chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe lời khai thị của lão cư sĩ Diệu Âm. Phật. Người niệm Phật phải giữ lập trường như thế nào? Đây là cái vấn đề rất là quan trọng để chúng ta đi từ đầu cho đến ngày thành tựu, không còn phân vân do dự, không còn có sự lệch lạc. Hôm nay xin chư vị mở trang 40, chúng ta bắt đầu từ câu M. Hàng phàm phu mà nghĩ rằng một đời vãng sanh thành Phật chỉ là vọng tưởng. Có người người ta nghĩ như vậy. Chư vị nghĩ có đúng hay sai? Sai. Hàng phàm phu này mà không nương nhờ vào đại nguyện của Đức A-di-đà mà kỳ vọng một đời này thành tựu Phật quả là điều vọng tưởng. Đây là đúng, rất là đúng. Tại vì căn cơ chúng ta không thể nào thực hiện được con đường thoát ly sanh tử luân hồi bằng chính cái năng lực của mình, bằng chính cái khả năng của mình. Xin thưa với chư vị, khó mà vượt qua nghiệp chướng. Còn hàng phàm phu này mà biết rằng là mình không thể nào vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, thì xin dâng hiến cho chư vị một cái phương pháp rất hay. Đó là nương nhờ đại nguyện của Đức A-di-đà mà Ngài đưa ta về Tây Phương Cực Lạc. Khi ta về Tây Phương Cực Lạc rồi thì sanh tử luân hồi nhất định không còn bám víu theo chúng ta nữa. Có nghĩa là chết sống không còn bám víu chúng ta nữa, nghiệp chướng không còn phá hoại chúng ta nữa. Chúng ta chỉ còn có một cái phương pháp là thừa nguyện tái lại vì chúng sanh chịu khổ, trở lại cõi ta bà, cứu độ chúng sanh bằng cái năng lực của một vị Bồ Tát bất thối trên cõi Tây Phương thì đúng. Cho nên cũng là một phàm phu này mà sợi đời đời kiếp kiếp vẫn còn là phàm phu, khó có ngày thoát nạn. Cũng là một phàm phu này mà biết chí thành chí kính, biết tin theo lời Phật dạy, quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương, nương theo đại nguyện của Ngài, Ngài cứu đến tận cùng tất cả mọi chúng sanh. Ngài nói dẫu những chúng sanh trong ba đường ác mà niệm danh hiệu Ngài, những con thú, những vị ngạ quỷ, chúng sanh dưới hàng địa ngục mà thành tâm niệm được danh hiệu A-di-đà Phật, nguyện vãng sanh vẫn được vãng sanh một đời thành đạo. Cho nên xin thưa với chư vị, cái pháp môn niệm Phật bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Không ai có thể diễn tả được sự bất khả tư nghị này. Không ai có thể diễn tả được tại sao năng lực A-di-đà Phật lại có thể làm được một việc mà coi như là không tưởng vậy. Đi về Tây Phương đi thành Phật rồi, chư vị sẽ thấy cái chuyện này, sẽ hiểu. Ở đây bàn luận không được đâu. Đừng có nên mổ xẻ, đừng có nên lý luận mà coi chừng sai lệch. Con đường giải thoát uổng lắm. Câu N. Người phàm phu quyết lòng niệm Phật, tin vững nguyện thiết lâm chung 10 điểm tất sanh thành Phật. Đây là lời Phật dạy, đúng không chư vị? Chính cái câu này trả lời cho cái câu trên. Câu trên là những người hồ nghi pháp niệm Phật, không nghĩ rằng một người phàm phu một đời có thể thành tựu đạo quả. Vì không tin cho nên người ta không niệm Phật. Vì không tin cho nên người ta vay chuyện này, mượn chuyện nọ, tìm đủ pháp để mà gỡ chút phước, tạo chút duyên gì đó với Phật Pháp. Vô tình tạo cái duyên trong vô lượng kiếp về sau, thành tựu hay không tính sau. Chứ đời này nhất định không thể nào vượt qua ách nạn của nghiệp chướng. Cũng là một người phàm phu này mà quyết lòng niệm Phật, tin tưởng vững vàng, tha thiết nguyện vãng sanh,
lâm chung cố gắng niệm được 10 câu Phật hiệu A-di-đà, cầu Phật lai nghinh tiếp dẫn, thì được vãng sanh thành Phật, theo đúng đại thể của Đức A-di-đà, nguyện thứ 18. Dẫu cho một chúng sanh tội chứng sâu nặng, mà khi nghe danh hiệu của Ngài, phát tâm tin tưởng vui vẻ, vững vàng và niệm, gom thâu hết tất cả những phước báo gì của mình làm được, dù nhỏ dù lớn, gửi về Tây Phương, gọi là hồi hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc, trang nghiêm Phật tịnh độ, rồi niệm câu danh hiệu của Ngài, 10 niệm tắc sanh. Mong chư vị nhớ cho 10 niệm lâm chung, lâm chung niệm 10 niệm để vãng sanh, chứ không phải là chúng ta niệm ở đây từng thờ có này là đủ vãng sanh. Mong chư vị nhớ thật thiệt rõ, nhớ thiệt kỹ, nắm được thật vững vấn đề này. Sở dĩ ta lo ngại rằng là khi lâm chung sức tàn, thân kiệt, đầu óc hoang mang, ta niệm không được 10 niệm, mà nhiều khi một niệm ta niệm cũng không xong, ý niệm phản sanh hình như nó tan biến ngày nào hết. Cho nên chúng ta mới chú tâm hộ niệm cho nhau là như vậy. Tại sao chúng ta phải chú tâm hộ niệm như vậy? Là tại vì ta là phàm phu sanh tử, tội chứng quá nặng, nghiệp chứng quá lớn. Vì thực sự nghiệp chứng quá lớn cho nên chúng ta không thể nào vượt qua ách nạn của nghiệp chứng, không thể nào tự mình phá được cái vòng vây của nghiệp chướng, của oán thân trái chủ, của ách nạn khi lâm chung. Cho nên chính những người hộ niệm là những vị đại cứu tinh đến giúp cho chúng ta, đưa đường dẫn lối chúng ta, bảo vệ cho chúng ta để chúng ta thoát qua ách nạn của nghiệp chướng đó. Chính vì hiểu được cái điểm này cho nên chúng ta quyết lòng tha thiết tuyên dương phương pháp hộ niệm, để giúp cho những người như chúng ta khi lâm chung có nhiều hy vọng vãng sanh, có nhiều hy vọng vãng sanh. Chứng tỏ có nhiều bà già, ông già hồi giờ ít tu, nhưng mà nhờ thiện căn nhiều đời nhiều kiếp, họ tin tưởng những ban hộ niệm, họ quyết lòng làm đúng những gì mà ban hộ niệm dạy, đâu lên họ không than nữa, chuyện gì khó khăn họ không có chấp trong lòng nữa, họ quyết lòng buông cho hết ra để niệm Phật. Thế mà họ vãng sanh, thế mà họ vãng sanh thực sự. Còn những người cứ nghĩ rằng là ta phải làm những cái gì cho nó vĩ đại, ta làm những cái gì cho nó thật là ngon lành, ta làm cái gì thật trang nghiêm, trang nghiêm bây giờ, nhưng lúc đó hoàn toàn không còn trang nghiêm nữa. Tại vì ta nằm trên giường nhiều khi té nửa trên giường, nửa dưới giường cũng không biết nữa, làm sao trang nghiêm. Bây giờ đây thì cao siêu, nhưng lúc đó không còn cao siêu nữa. Tại vì xin thưa thực, một đứa con tớ ngồi bên cạnh mình không biết đó là ai nữa, thì làm sao biết chuyện gì là trang nghiêm, chuyện gì là cao siêu. Nghiệp chướng đã bao vây ta trên cái nô lệ cho nghiệp chướng, và quán thân trái chủ trung trùng bao vây hãm hại, tâm trí chúng ta tán loạn hết rồi, mê mê hồ hồ hết trơn rồi. Hiểu được như vậy mới thấy pháp hộ niệm đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu, vô cùng thành công. Một người hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lúc đó có thành tâm thương ta, tới ngồi bên cạnh niệm Phật cho ta, rồi cùng nhau chấp tay cầu nguyện cho ta, vẫn có lợi cho ta như thường. Đừng bao giờ đánh giá là ta tu dối, những người đó tu dở, mà coi chừng sai lầm, coi chừng sai lầm. Mong chư vị hiểu được như vậy mới hiểu tại sao pháp môn niệm Phật 1.000 người tu 1.000 người vãng sanh, triệu người tu người triệu người vãng sanh. Xin thưa với chư vị, với hàng phàm phu mà nói câu này chính là nhờ cái hiệu quả của pháp hộ niệm đấy. Mong chư vị phải nhớ làm sao giữ cho vững nguyên tắc hộ niệm để mà cứu mình, cứu người thân của mình, cứu những người có duyên. Nếu không vô cùng nguy hiểm, hoài mạng vô cùng nguy hiểm. Cầu ô khuyên người niệm Phật với đầy đủ tín nguyện hạnh là thực hành một đại pháp cực
cứu độ chúng sanh trong thời này. Đúng không chư vị? Diệu Âm đã phát cái tâm khuyên người niệm Phật, thực sự là câu này đấy. Khuyên người niệm Phật, khuyên cha niệm Phật, khuyên mẹ niệm Phật, khuyên anh niệm Phật, khuyên chị niệm Phật. Người nào chịu nghe, người đó vãng sanh. Người nào không chịu nghe, Diệu Âm cũng đành cúi đầu nhỏ lệ mà đưa tiễn. Một người bị nạn thôi chứ không biết cách nào khác hơn. Mong chư vị hiểu rõ cái chỗ này là con đường thành đạo, tự mỗi người chúng ta phải thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh. Mỗi người chúng ta phải thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh trong lúc xả bỏ báo thân. Hoàn toàn không có một người nào có thể thay ta thực hiện tín hạnh nguyện dùm cho ta được hết. Cho nên nhắc đi nhắc lại, hộ niệm là người ta giúp cho mình thực hiện tín hạnh nguyện, chứ không phải là tín hạnh nguyện của người hộ niệm. Không phải là tín hạnh nguyện của một thầy, của một người nào đó, hoàn toàn không có như vậy. Mong chư vị hiểu cho là trong kinh Địa Tạng nói, dẫu cho mình đem hết tất cả những công đức gì tu hành của mình mà hồi hướng cho cái người đó, thì nhiều lắm là người đó chỉ hướng 1/7 mà thôi. Nhưng mà nên nhớ là cái công đức của người hộ niệm đó mà thành tâm chí thành chí kính thiện 1/7 đó, nó cũng có giá trị chút ít. Chứ nhiều khi cái người hồi hướng đó người ta không có thành tâm, không chí thành, người ta hồi hướng cũng không có bao nhiêu. Phải chính mình tự mình thành tâm chí thành mà niệm câu A Di Đà Phật thì mình mới hướng trọn vẹn công đức của mình. Nếu công đức này mà có gửi về Tây Phương ngay trong cái dịp mình xả bỏ báo tâm, nhất định chư vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu sử chư vị cứ nghĩ rằng là mình tu như thế này là đủ, xin thưa với chư vị, lời ngài Ấn Quang Đại Sư dạy, Diệu Âm nhắc nhớ là lời ngài Ấn Quang Đại Sư dạy như thế này, không phải là của Diệu Âm. Một người tu hành dẫu cho cao siêu, dẫu cho tốt tới đâu, mà chỉ cần khởi một cái tâm đủ rồi, khởi một cái tâm ngon lành rồi, khởi một tâm là ta vững vàng vãng sanh rồi, thì ngài nói ngay từ lúc đó bắt đầu thối chuyển. Thối chuyển là gì? Là lui lại. Lui tới chỗ nào đây? Ví dụ như một người đang đứng dưới đất mà người ta lỡ vấp té, nhiều khi trầy tay là cùng, trầy cái của chó của chút cũng được, có thể chức chút Vaseline vô là hết. Nếu mà người đó leo trên cây mà té xuống thì xin thưa với chú vị, không gãy chân thì cũng gãy tay, không gãy tay thì cũng phải bể đầu. Nhìn nhớ cho kỹ cái điểm này. Một người thà không tu mà người ta thối chuyển, người ta đứng dưới đất rồi còn thối gì nữa. Nhưng mà một người đã leo lên trên máy bay mà thối một cái, nhảy xuống một cái, tiêu liền lập tức. Chính vì thế mà những người tu hành chúng ta cần phải có cái tâm khiêm nhường, nhất định phải có cái tâm khiêm nhường. Để chi? Để cho lúc nào cũng thấy mình vẫn còn yếu, ráng cố gắng mà vươn lên. Đây là lời dạy của Ấn Tổ, đây là lời dạy của chư Phật, đây là lời dạy của tất cả các vị đại sư. Dẫu tu hành có cao tột đi nữa cũng không bao giờ được cho là đủ, mà phải ráng lên. Chư vị có biết không, ngài Thiện Đạo Đại Sư, ngài ráng niệm Phật mà đến nỗi ngài không ngủ, không dám ngủ. Vô tình vì ngài ráng sức như vậy mà 25 năm trường người ta ngài không ngủ. Không ai bắt chúng ta phải không ngủ để mà niệm Phật, tài lực chúng ta không được như ngài. Nhưng mà đó là những tấm gương, những vị đại sư như vậy mà người ta tinh tấn như vậy, huống chi là chúng ta. Chúng ta tu có bữa được bữa mất, mà đêm nằm thì không có niệm Phật, làm sao báo đáp chúng ta vãng sanh cho được. Cho nên mong chư vị phải ráng lên. Hôm qua chúng ta nói lập hạnh, xin chư vị lập hạnh lên để mà tu. Và còn gì nữa, còn phải kết hợp chặt chẽ với nhau để chúng ta có sự hỗ trợ tích cực, hữu hiệu, chính xác, đúng lúc, đúng thời để chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Phật. Đệ tử chúng con cung kính tri ân công đức của lão cư sĩ Dầu Âm đã từ bi thường xuyên giảng giải cho chúng con càng ngày càng hiểu thấu về phương pháp hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chiều hôm nay tiếp tục chúng ta với cư sĩ Minh Đạt học tập và chia sẻ về những lời khai thị về giảng ký để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm do lão cư sĩ Dầu Âm chủ giảng. Kính mời cư sĩ Minh Đạt. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin kính chào chư vị đồng tu tham gia cùng tu với đạo tràng trên Zoom. Kính chào tất cả các bác. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta lại tiếp tục nghe lão cư sĩ Dầu Âm khui ra những cái sơ suất của chúng ta về cái quan điểm lập trường của chúng ta nó có những cái sơ suất như thế nào để chúng ta phát hiện ra rồi thì chúng ta chỉnh sửa để chúng ta vững vàng cái niềm tin không thối chuyển. Không thối chuyển, niềm tin của chúng ta phải vững vàng. Cho nên là thành công hay không, vãng sanh được hay không, thuận lợi hay khó khăn đều nằm ở trong tâm chúng ta đấy. Ở trong cái quan điểm lập trường của chúng ta đấy. Các bạn có đồng ý thế không? Đúng rồi. Nó quan trọng lắm. Cho nên là lão cư sĩ Dầu Âm nhắc là tất cả cái này nó quan trọng vô cùng. Thế xin chư vị chúng ta về nhà để nghe thêm, nghe đi nghe lại để niềm tin của chúng ta vững vàng. Chứ không có vững vàng thì chúng ta sẽ rất khổ đấy, khổ lắm. Không phải là ngon lành như là bây giờ chúng ta đang ngồi đây đâu, đang còn chưa phải bệnh, đang cái lúc mà gia đình chúng ta chưa có người mà vào cái cơn hấp hối bệnh nặng hoặc là lâm chung đâu. Chờ đến khi nào trong gia đình nhà chúng ta có người cha, người mẹ, ai đấy bắt đầu ốm nặng chuẩn bị chờ đến ngày ra đi rồi, bây giờ chúng ta mới thấm được những cái lời của lão cư sĩ rồi mình chính xác đến mức độ như thế nào. Lúc bây giờ mình biết là gia đình chúng ta nó rối ren, phức tạp vô cùng chứ không phải đơn giản đâu. Xin thưa với chư vị như thế. Cho nên chúng ta cố gắng là còn có thời gian thì chúng ta cố gắng phải tranh thủ lắng nghe, lập hạnh mà tu. Sáng ngày chúng ta nói là lão cư sĩ Dầu Âm mà chúng ta phải lập hạnh tu hành, tức là lập hạnh bố thí. Lập hạnh bố thí rồi mà còn phải lập cái hạnh nữa là lập hạnh gì nữa các bác? Lập hạnh tinh tấn đạo Phật. Cái đấy là quan trọng lắm. Hai cái này là phải không thể mà thiếu được. Muốn thuận lợi, muốn được vãng sanh thì hai cái hạnh này chúng ta phải lập. Lập hạnh bố thí thì đối với chúng ta yêu thì thôi chúng ta cứ lập nhỏ nhỏ, làm cái gì sợ mà lấy lập nhỏ nhỏ, lập được một cách là tôi quyết là ăn ở hiền lành. Nhưng mà có cái gì đấy mà phức tạp với người nào quá thì lập một cái hạnh này thôi, tôi thề tôi lập cái hạnh này tôi không cãi người này nữa, không chống đối người này nữa. Thì mình lập tập dần dần đi thì sau nó sẽ rơi ra, rơi cái nghiệp chướng ra. Xin thưa với chư vị là nó chúng ta không có thời gian và cũng chẳng có trí tuệ gì để lý giải được những cái điều này đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta tin tưởng và chúng ta làm theo thì chắc chắn chúng ta được thuận lợi. Bởi vì là nếu mà chúng ta mà không nghe những lời này, mình cứ đòi hỏi sự công bằng của thế gian, tại sao tôi lại như thế, tôi như thế mà nó đối xử với tôi thế này thế kia. Nếu mà chúng ta mang những cái ý này ra mà chúng ta cứ làm theo ý mình, xin thưa với chư vị là chính mình là những người mà châm ngòi cho những cái quả bom của mình nó lộ ra. Cái nghiệp chướng của mình đã gây lên từ vô lượng kiếp, bây giờ nó như những quả bom rồi. Còn bây giờ mà mình còn khó chịu mà còn mắng nhiếc người này, cạnh tranh người kia, thì đấy chính là mình tự mình châm cái những cái quả bom nó nổ đấy. Tức là nó làm cho
nhẹ thì gia đình lục đục bất hòa, đúng không các bác? Nặng thêm thì bắt đầu bệnh tật nó sinh ra. Từ cái chỗ mà mình đục ấy, các bác cứ thử nghĩ mà xem có đúng không. Mình giận thì ai thiệt trước? Mình thiệt chứ. Giận nhiều lần thì nó sinh bệnh như sao đó, huyết áp, tim mạch, gan phổi nó theo đấy mà ra, đúng không? Cho nên là Phật dạy là chính xác lắm. Còn mình mà biết như thế rồi mình cố tình là để mà nhận lại, cố tình buông xuống, đấy gọi là lập hạnh, chủ động để buông xuống. Có khó không các bác? Khó vô cùng đấy, không phải đơn giản đâu, thực sự là khó lắm đấy. Nghe nói qua lý thì thấy có vẻ ngon ngon, nhưng còn làm thì khó vô cùng đấy. Thế mới biết là mình là phàm phu, đúng không? Còn các chư cao tăng ấy, người ta không có hề hấn gì. Có người đến chửi mắng các ngài vẫn cười được. Như là lão cái gì rồi nói năm xưa có vị cao tăng hay có người nhổ vào mặt ngài lấy tay chùi đi vẫn cười nói chuyện được. Còn chúng ta ở đấy mà cười, có cười được không? Không cười được đâu. Đấy. Cho nên là thế mới biết là vãng sanh không phải chuyện đơn giản, đúng không các bạn? Các ngài mà buông xuống thì các ngài thuận lợi, được là mạnh khỏe, được phước báo tăng. Còn chúng ta không buông xuống thì chúng ta thiệt thòi, chúng ta bị bệnh tật, chúng ta bị lộn xộn trong gia đình, đúng không các bác? Chứ không phải là trong nhà Phật không có phương pháp. Có, tất cả là chư Phật gọi là vạn đức vạn năng mà, cái gì cũng có giải quyết hết. Vấn đề là còn lại là ở chúng ta có tin, có chịu làm theo hay không. Không tin thì chịu, có tin rồi mà chẳng làm theo cũng là bằng không, đúng không các bác? Đúng. Nó là như vậy, chứ không phải là không có phương pháp. Nhất là hôm nay chúng ta gặp được cái phương pháp hộ niệm này, xin thưa với các bác là vô cùng quý báu, vô cùng quý báu. Đúng ra là nếu mà chúng ta tin tưởng nhé, gia đình nhà chúng ta tin tưởng nhé, làm theo những nội quy của pháp hộ niệm này, đảm bảo là cái cuộc vãng sanh đấy nó cứ an từ đầu đến cuối luôn. Xin thưa thực là như vậy. Tất cả những cái ban hộ niệm người ta đều phải công nhận là như vậy, chứng minh cho những cái lời pháp hộ niệm này là chính xác. Gia đình nào mà khuyên mà cứ 50% thì tin, 50% thì không làm theo, trời ơi, khó khăn vô cùng. Gia đình ấy lộn xộn thôi rồi, thực sự là như vậy đấy. Người bệnh mà cứ 50% thì muốn vãng sanh, 50% thì muốn kéo dài ở đây, người ta thấy cái ca đấy là gọi là không từ chối thì không được. Nhưng mà nếu mà từ chối được thì người ta từ chối luôn, vì biết cái người này không thể làm gì được. Cho nên thường thường những cái ban hộ niệm mà người ta nắm được cái nội quy này rõ ràng, những cái ca hộ niệm mới là người ta hầu như là mấy tháng người ta mới dám quay lại một lần. Xin thưa với các bác là như thế đấy. Bởi vì biết sao, biết được cái người này khó hòng mà cứu giúp được đấy. Cho nên chúng ta phải cố gắng lắng nghe, làm theo những cái nội quy này thì chúng ta thuận lợi, gia đình chúng ta thuận lợi. Các bác có đồng ý là như thế không? Đồng ý nhá. Hôm nay trở về chiều nay chúng ta lại tiếp tục xem là những cái lập trường của chúng ta như thế nào, nó có sơ suất gì hay không. Câu M: hàng phàm phu mà nghĩ rằng một đời này vãng sanh thành Phật chỉ là vọng tưởng. Câu này các bác bảo đúng hay sai? Sai. Thực ra là tại sao chúng ta nói được sai mạnh dạn như thế này? Tại vì chúng ta đã thâm nhập được pháp của Phật, thâm nhờ cái pháp hộ niệm này mà chúng ta có niềm tin gốc rễ đấy, đúng không các bác? Chúng ta mới nói được câu này. Chứ còn Phật bảo là như thế nào? Phật bảo là ức người tu hành, người ta nói như thế đấy. Ức người tu hành, người ta nói cái câu này đấy, đúng không các bác? Đấy, Phật nói ra là như vậy đấy. Ức người tu hành, người ta nghĩ là đời này mà phàm phu mà vãng sanh thì là vọng tưởng luôn đấy. Bởi vì sao người ta nói câu đấy? Vì người ta không tin Phật đến nơi đến chốn, không có người hướng dẫn đến nơi đến chốn, không có niềm tin căn bản, đúng không các bác? Chứ còn Phật dạy rõ trong kinh, đúng không? Trong kinh
vô lượng thọ, kinh quán vô lượng thọ, kinh A Di Đà, 48 đại nguyện của A Di Đà Phật ghi rõ ràng điều này, đúng không bác? Nhưng mà có tin đâu? Không tin là không tin. Phật nói là từ đây đi qua về phương Tây, cách đây là 10 ức cõi Phật ấy, có một thế giới tên là Cực Lạc, đúng không? Phật ghi trong kinh A Di Đà chúng ta tụng ấy, đúng không? Nhưng mà những người mà bảo là không có thì có nhiều người bảo là không có luôn. Rất nhiều người bảo làm gì có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các bạn có đồng ý thế không? Rất nhiều người đấy. Rõ ràng Phật nói này, từ kinh khẩu của Ngài nói ra, ghi vào trong kinh rồi mà người ta bẻo ngoéo đi. Đấy, có nhiều người bảo tôi thì nói thật là tôi tin là có Phật, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc thì tôi không tin. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà có như thế này thì Đảng Nhà nước đã khuyên chúng sanh về đấy rồi. Người ta đưa ra cái câu rất hay, rất hay như thế rồi. Nếu mà có như thế này thì Đảng Nhà nước đã khuyên chúng sanh về chúng nhân dân về đấy rồi. Đấy, người ta lý luận rất hay, chứ rất là tin là có Phật. Nhưng mà thì chúng ta thấy là đấy, rất là nhiều người mơ hồ, không được học đạo đến tận nơi tận chốn, hoặc là gặp phải những người chỉ bày sai lời Phật, sai ý Phật, vội vàng tin theo, cho nên là bị trầm luân khổ ải từ vô thủy kiếp đến giờ. Phàm phu vẫn là phàm phu, luân hồi vẫn là luân hồi. Chúng ta cũng là một trong những cái lạc nhân này, đúng không các bác? Cho nên hôm nay mới phải ngồi đây. Đời trước có tin rồi đấy, nhưng mà cũng ỡ mở, lập trường không vững. Cho nên là nửa thì niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, ra kia gặp người này nói vào nói ra, mình cũng tin theo lời người ta. Cuối cùng rồi là luân hồi vẫn luân hồi, phàm phu trở về phàm phu. Cho nên hôm nay mới có mặt ở đây, đúng không các bác? Chính vì vậy mà lão cư sĩ rồi ông phải đưa ra cái điều này để cho chúng ta phải vững vàng, đừng có đi theo vết xe đổ nữa. Đời này mà lập trường mà còn không vững vàng, còn lay chuyển, còn mơ hồ, còn bị người này xoay chuyển, người kia xoay chuyển, thì tới đây sẽ vào ba đường ác đấy. Bởi vì hàng phàm phu như chúng ta bây giờ, Phật dạy là nhân thân nan đắc rồi, không quay lại lấy lại được thân người rồi, đúng không các bác? Cho nên là những cái này nó rất quan trọng, rất quan trọng, để cho chúng ta từng điểm một, mình phải vững vàng trong niềm tin, không có thể ai lay chuyển được. Ai tin thì tin, không tin thì thôi, nhưng mình tôi tin, đúng không các bác? Đúng. Ai nguyện thì nguyện, không nguyện thì thôi, nhưng mà chính mình phải nguyện. Các bác có đồng ý thế không? Đồng ý. Ai niệm Phật thì niệm, mà không niệm Phật thì thôi, chính mình phải niệm. Bởi vì chính mình được vãng sanh, mình có làm được ba cái điều này mình mới được vãng sanh. Còn cái những người nào không làm được điều này thì người ta tiếp tục ở trong lục đạo, đúng không các bác? Đúng. Nếu mà người ta ở trong lục đạo, mình cũng lại bằng lòng đi theo người ta, thế thì thôi, mai mốt thì mình cũng phải ở lại đây thôi, chứ làm được, đúng không? Đúng. Vậy chúng ta có lay chuyển niềm tin nữa không? Không nhá, quyết lòng. Phật ghi rõ ràng mà người ta còn bẻ ngoéo đi, người ta còn nói này nói khác. Cho nên chúng ta đã vững vàng như vậy thì chúng ta mà đi hộ niệm, niềm tin của chúng ta cũng lan truyền được đến người bệnh. Xin thưa thật với các bác là như vậy. Tại sao vẫn một cái câu khai thị đấy, một người khai thị thì người bệnh niệm Phật, người bệnh đấy, cái chứng lại của người ta niềm lập tức được tiêu, người ta cải đổi được. Còn cũng là cái lời đấy mình nói ra mà chướng nạn người ta trùng trùng. Tại vì sao? Tại vì mình niềm tin mình yếu quá. Mình cũng nghi ngờ không biết là có Tây Phương Cực Lạc hay thật hay không. Không biết là mình có được vãng sanh hay không. Cái đấy có gì là vọng tưởng ấy chứ. Cứ nghi ngờ như vậy, dám đi hộ niệm thì đúng là hại cái người bệnh rồi. Các bác có đồng ý thế không? Đồng ý. Tâm cảm ứng tâm mà. Câm tâm cảm ứng tâm mà. Cho nên chúng ta chú ý cái điều này. Cái này nó rất quan trọng. Từ tâm chúng ta vững vàng rồi thì chúng ta đi hộ niệm rất thuận lợi cho người bệnh. Xin thưa với các bác như thế. Rất thuận lợi đấy. Rất thuận lợi.
Nếu mà trong gia đình mà có cha có mẹ mà rơi vào cái giai đoạn lâm chung rồi mà con cái cũng vững vàng như thế này, đảm bảo người cha đi, người mẹ đi tuyệt vời luôn, gặp thuận lợi thôi rồi. Nhưng mà người cha người mẹ cũng đã yếu rồi mà con cái trong nhà mà lại còn không tin nữa thì thôi rồi, cái gia đình đấy thì rối thôi rồi. Xin thưa với các bác là như vậy. Các bác có đồng ý là như thế không? Có bằng chứng không? Có. Ở đây chúng ta có ai rơi vào tình trạng như thế chưa? Có. Nhiều lắm đấy. Được, các bác đồng ý. Thì hôm nay nhận ra cái điều này để chúng ta là người đầu tiên, người đầu tiên phải vững vàng niềm tin. Người khác tin hay không, anh tin, em tin hay không, chưa cần biết. Nhưng chính mình đã học rồi, chính mình phải tin, mình phải vững vàng. Các bác có đồng ý thế không? Đồng ý nhá, đồng ý nhá. Chứ còn thì thực ra mà cái này mà để mà theo lời Phật thì nói là một người phàm phu như chúng ta mà tự lực mà để thực hiện được cái con đường thoát ly sinh tử bằng cái khả năng của mình thì có làm được không? Không. Phật cũng không bảo là chúng ta làm được. Cái đấy là đồng quan điểm với người ta là như vậy. Nhưng mà đây là nhờ đại nguyện của A Di Đà Phật. Đúng không các bác? Đúng ạ. Chúng ta làm đúng thôi. Cái phần là Ngài bảo chúng ta tin thì chúng ta cứ tin đi. Bảo chúng ta nguyện thì chúng ta cứ nguyện đi. Bảo chúng ta niệm Phật thì chúng ta cứ niệm đi. Ngài có bảo chúng ta cái gì nữa đâu. Có bảo chúng ta là phải lý luận cho nó đúng hay là hiểu hết rồi bây giờ chúng ta mới được vãng sanh đâu. Không, không có. Thì những người kia mà không tin cái này là người ta đã bị sơ suất cái điều này. Người ta không hiểu được là đại nguyện của A-di-đà Phật, sự cứu độ của A-di-đà Phật, sự tiếp dẫn của A-di-đà Phật bất khả tư nghị. Đúng không các bác? Nhờ đấy mới được vãng sanh chứ. Cho nên mình vững vàng thế này, bây giờ mình mới thấy ân hận. Ân hận cái gì? Ân hận là mình biết muộn quá. Cho nên là gia đình nhà mình, cha mẹ mình, anh em nhà mình bị rớt ở trong lục đạo. Đúng không các bác? Bây giờ biết như thế này mình mới thấy ân hận chứ. Nếu mà mình biết trước rồi mình có để tuột cái con đường này không? Không. Không. Quyết định là phải khuyên bằng được anh, khuyên được bằng được em, khuyên bằng được cha, được mẹ chứ. Đúng không các bác? Mình cũng phải làm tận phận của mình, làm hết sức chứ. Đúng không các bác? Đấy, nên là chúng ta hôm nay chúng ta vững vàng như thế rồi. Còn một phàm phu mà sơ ý đi sai đường thì đời đời kiếp kiếp vẫn còn là phàm phu đấy. Không có cách nào mà cái ngày thoát nạn được đâu. Đây là cái mấu chốt của những cái tọa đàm này. Lão Cư Sĩ Diệu Âm muốn nhắm đến chúng ta đấy. Hôm nay chúng ta đã là phàm phu rồi mà còn lung lay nữa, lại còn đi theo cái con đường người ta dẫn đi thì quá là đáng tiếc. Xin thưa với các bác là phải cẩn thận cái chỗ này đấy. Bây giờ chúng ta chưa bị đọa lạc, chúng ta chưa có cách nào mà thấu hiểu được cái nỗi khổ sở ở trong cái ba cái cảnh này đâu. Còn khi chúng ta rơi vào đấy rồi thì bây giờ thì ôi thôi, Phật đã nói là không có cái lời nào mà diễn tả hết. Thì chúng ta tự hiểu đấy, cái nỗi khổ ở trong nó như thế nào. Cho nên tất cả những cái nỗi khổ gì ở trên thế gian này nó không có ăn nhầm gì, nó không bằng một phần triệu nào so với khi chúng ta bị đoạn vào ba đường khổ đâu. Đúng không các bác? Ý nói của Phật là như vậy. Cho nên là hôm nay có gặp khó khăn gì, có bị trắc trở gì, chúng ta cũng vui vẻ chấp nhận để cho nó qua. Vui vẻ và quyết lòng niệm Phật để đi về Tây Phương. Đúng không các bác? Đúng. Các bác có đồng ý thế không? Quyết lòng không? Quyết lòng không? Xin thưa với chư vị, pháp niệm Phật vi diệu bất khả tư nghị. Hãy tin tưởng vững chắc mà lo ngày đêm niệm Phật cầu vãng sanh. Đừng lên ham chuộng về lý giải nhiều quá. Lý giải nhiều quá không hay đâu. Không ai có thể diễn tả được lý đạo bất khả tư nghị của câu Phật hiệu đâu. Không có ai có thể hiểu thấu lỗi cái năng lực của câu A-di-đà Phật đâu. Hãy y giáo lời Phật dạy mà niệm câu A-di-đà Phật để sớm được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thành Phật đi. Lúc đó chư vị sẽ hiểu thấu tất cả
còn ở đây tìm cách bàn luận sẽ không lợi ích gì, mà lý giải nhiều quá coi chừng trở thành là tà chí tà kiến, tà chi tà kiến. Không liệu Phật cầu vãng sanh thì sẽ mất cơ hội giải thoát quý báu hy hữu trong vô lượng kiếp uổng lắm đấy và ân hận lắm đấy. Các bác có đồng ý thế không? Đồng ý ạ. Xin thưa, nhớ một câu đây là lão cư sĩ Diệu Âm nhắc lại lời Phật, lời tổ là đến hàng đẳng giác Bồ Tát mà vẫn còn chưa hiểu hết được cái năng lực của câu A Di Đà Phật như thế nào, thì chúng ta mà mang ra bàn luận ở đây để mà để hiểu làm sao mà cứu được người há, rồi làm sao mà tiêu được nghiệp chướng á, rồi vân vân, chúng ta làm sao mà có thể lý giải được. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là chỉ có Phật mới hiểu hết được cái năng lực của câu A Di Đà Phật thôi. Đây là ngài nói trong kinh A Di Đà hiểu giải được. Còn đừng có nói đến cái hạng dưới, đừng có hạng dưới, nhất là dưới như chúng ta đây là phàm phu đó mà đưa ra bản luận thì không có cách nào mà để mà hiểu được đâu. Cho nên đặc biệt của cái pháp môn này là lấy tin, lấy niềm tin làm đầu. Tôi không hiểu nhưng mà Phật dạy như vậy tôi tin, bởi vì Phật không bao giờ nói sai, bởi vì Phật là người nói chân ngữ thật ngữ, đúng không các bác? Đúng. Cứ như mang cái lập luận này, mang cái tư tưởng này, mang cái này mà chúng ta làm, chắc chắn chúng ta sẽ vãng sanh. Bởi vì rất nhiều bà cụ ông cụ rồi, rất nhiều người được vãng sanh rồi, người ta có hiểu gì đâu, chỉ bảo tin là người ta tin thôi, bảo nguyện là người ta nguyện, bảo niệm là niệm, bảo buông xuống là buông, thế mà người ta vãng sanh đẹp vô cùng. Đến nay thì là cái số người mà vãng sanh trong đất nước Việt Nam chúng ta cũng không có cách nào tính được nữa rồi, đúng không các bác? Đúng rồi. Thực sự là như thế đấy, trong ban tổ chức là ngày ngày là nhận được tin vãng sanh. Xin thưa với các bác là như thế, nhưng không phải trên cái đường Zoom mà đưa những cái ca lẻ loi đến đâu nhá, không ăn nhầm gì đâu. Vì mình đạt cũng ở trong cái ban tổ chức nên biết nhiều lắm. Các ban hộ niệm người ta giấu nữa, người ta không đưa lên nữa đấy. Tại sao người ta giấu? Tại vì người ta muốn giữ cái khiêm cung cho cái thành viên của đạo tràng người ta, cho người ta giữ gìn cho nhau. Người ta sợ nói ra là các thành viên trẻ rồi người lại không giữ được tâm, cho nên người ta giấu lẹp đi đấy, chỉ báo thầm với ban tổ chức thôi, bảo ban tổ chức là đừng có đưa lên đấy. Chứ còn thực tế trong này nhiều người vãng sanh lắm các bác ơi, tuyệt vời lắm đấy. Cho nên chúng ta cố gắng vững vàng niềm tin nhé, có vững vàng không để vãng sanh nhé. Câu N, người phàm phu quyết lòng niệm Phật, tin tưởng nguyện, tin vững nguyện thiết, lâm chung mười niệm tất sanh thành Phật. Đây là lời Phật dạy, đúng không các bác? Đúng đấy. Đây là lời Phật dạy rồi, đây là đúng là đại nguyện thứ 18 rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà người ta có tin đâu. Nhiều, rất nhiều người đến chùa là đọc từ đầu đến cuối kinh A Di Đà, đúng không? Cũng đọc đại nguyện rồi là tán lời tán Phật các thứ, nhưng mà người ta có tin cái này không? Không tin. Xin thưa các bác, không tin đâu. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Thế nên Phật mới nói là ức người tu hành. Người ta đi theo con đường, không đi theo con đường tự lực đấy, không có thể cách nào để mà người ta vãng sanh được đấy. Còn mình là đi theo con đường là nhị lực, nhờ Phật cứu độ, nhờ đại nguyện của A-di-đà Phật, nhờ A-di-đà Phật đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chứ chẳng phải là lực của chúng ta, đúng không các bác? Cho nên là hai con đường này khác nhau. Con đường này là chúng ta đi là theo lời Phật dạy, đừng có cãi lại, đừng có cãi lại. Cái này là, đây là lời Phật đưa ra rồi, cứu độ vô vàn chúng sanh rồi. Còn chúng ta cứ lập luận như thế này thì phàm phu tiếp tục làm phàm phu. Xin thưa các bác, không có cách nào để chúng ta thoát được. Các bác có đồng ý thế không? Có cách nào để ta thoát được không? Không thoát được. Hàng phàm phu, xin thưa với các bác là tạo nghiệp tội thì nhiều, chứ làm gì mà tạo thiện lành thì ít đấy. Một ngày một tiếng niệm Phật ấy, còn đến mười mấy hai mươi tiếng là tạo tội nghiệp đấy, đúng không? Đúng.
thì làm gì mà có cái chuyện mà sạch nghiệp, mà dứt nghiệp, rồi đoạn nghiệp, trừ nghiệp mà để mà tu chứng được. Cho nên là phàm phu mãi mãi phải làm vào phàm phu là như thế. Nên là hôm nay chúng ta đã nắm được cái này thì chúng ta vững vàng. Đây là lời Phật, đây là đại nguyện của A-di-đà Phật cứu độ chúng ta. Vậy thì chúng ta vững vàng, một đời này quyết làm theo lời Phật dạy, làm theo cái tông chỉ của đại nguyện A-di-đà Phật này, cứu độ chúng sanh này, chúng ta làm theo. Đây là tông chỉ của pháp môn niệm Phật đấy, đúng không các bác? Thì chúng ta sẽ được vãng sanh. Các bác có đồng ý thế không? Quyết làm nhé. Xin nhắc lại, đây là nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà. Bất cứ một chúng sanh nào, dẫu cho tội chướng sâu lặng, nhưng khi nghe danh hiệu của Ngài, liền phát tâm tin tưởng, vui vẻ mà liệm, đem tất cả những phước lành hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, trang nghiêm tịnh độ, nhẫn đến liệm được 10 câu danh hiệu của Ngài, mà không được vãng sanh, Phật thề không thành Phật, đúng không các bác? Ngài đã phải đưa hết ra, Ngài đã bảo thề, tôi thề nếu mà các chư vị mà làm như thế rồi mà không được vãng sanh thì tôi mất hết cả cái thế giới Tây Phương Cực Lạc này, tôi mất luôn cả cái địa vị Phật của tôi. Thề đến mức độ thế trên thế gian thì thề lắm rồi, bác thề với ai mình dám thề 100, 1000 gì đấy mang cái thề đúng không? Hoặc là mang cái tài sản đấy ra thề đã là ghê rồi. Còn Phật còn mang cả cái thế giới Tây Phương ra Cực Lạc ra thề luôn. Nếu mà chư vị mà quyết lòng mà niệm Phật tin tưởng mà cầu nguyện vãng sanh mà 10 niệm lúc lâm chung mà tôi mà không đến đón chư vị về Tây Phương Cực Lạc là tôi mất hết cả cái thế giới Tây Phương Cực Lạc luôn. Mất luôn quả vị Phật của tôi luôn. Thì đây là để cho chúng ta vững vàng niềm tin. Không đời nào A-di-đà Phật để mất thế giới Tây Phương Cực Lạc đâu. Không đời nào Ngài để mất cái quả vị Phật của Ngài đâu. Đúng không các bác? Đúng. Vấn đề còn lại là ở đâu? Ở chúng ta đấy. Có tin này vững vàng hay không đấy? Có nguyện thật hay không? Có niệm thật hay không? Vấn đề là ở đây. Niệm Phật tin tưởng nguyện vãng sanh rồi có buông xuống hay không? Chứ còn cứ nói là có tin có tưởng mà không buông xuống thì đấy là chúng ta mất phần vãng sanh. Chứ đời nào mà thế giới Tây Phương Cực Lạc mà mất được, đúng không các bác? Chúng ta vững vàng để đấy. Và lão cư sĩ Diệu Âm nhắc đến cho chúng ta là nói đến 10 niệm tất sanh đấy không phải là 10 niệm bây giờ, mà 10 niệm này là niệm ở trong lúc chúng ta lâm chung, lúc xả bỏ có thân đấy. Cho nên đây nó là cái mấu chốt trả lời cho cái câu của chư tổ trong Tịnh Độ Tông là muôn người niệm Phật muôn người vãng sanh, vạn người niệm Phật vạn người vãng sanh. Mấu chốt nó ở chỗ này, mấu chốt ở cái chỗ nào, cái lúc lâm chung đấy ba cái tư lương này có làm được đầy đủ hay không, chứ không phải là bây giờ. Nhiều người người ta đã hiểu lầm cho nên là cứ ngày ngày niệm Phật được hàng mấy chục ngàn câu Phật hiệu đã tưởng là như thế này gì ngon rồi, đúng không, ngon rồi, đúng thế này chắc chắn là được vãng sanh rồi, thì đấy là hiểu lầm rồi. Thì vì cái điều hiểu lầm này mà lão cư sĩ Lý Bình Nam mới nói là trong một vạn người niệm Phật vãng sanh chỉ có 2-3 người. Vì cái điều hiểu lầm này đây. Vì cái điều hiểu lầm này đây. Bây giờ thì làm thế nào để mà thực hiện được cái này? Thực hiện được ba cái tư lương này trong lúc xả bỏ báo thân. Các bác bảo làm cách nào để thực hiện được? Phải có hộ niệm, đúng không các bác? Đúng rồi. Cho nên là mấu chốt ở đây là phải có hộ niệm. Chính hôm nay chúng ta nghe đây là chính chúng ta đang được chư Phật chư tổ hộ niệm cho chúng ta. Chúng ta cộng tu đây nghe những lời pháp này là đang được nghe chư tổ đại lão hòa thượng lão cư sĩ Diệu Âm đang hộ niệm cho chúng ta, đúng không các bác? Chúng ta ngồi đây chúng ta nghe rồi kết đoàn với nhau, đây là chính chúng ta đang hộ niệm cho chúng ta. Chúng ta thấu hiểu được những lời này để chúng ta thực hiện là chính mình hộ niệm cho mình. Đúng không các bác? Nó là như thế. Rồi đến những ngày chúng ta lâm chung nữa, lại bạn đến ở bên cạnh để nhắc nhở nữa.
Như vậy thì chúng ta mới có cái xác suất vãng sanh được. Có như vậy mới thực hiện, thực thi được câu nói của tổ là muôn người tu, muôn người vãng sanh. Các bạn có đồng ý thế không? Có đồng ý không? Đồng ý nhé. Chứ không có hộ việc làm sao mà được được, đúng không? Bây giờ nói đến cái chỗ này, Minh Đạt tự nhiên nhớ ra là cháu Trung nhà Minh Đạt ấy, hôm vừa rồi nó đi thi lái xe, nó lại trượt. Lại trượt lần thứ hai rồi. Lại trượt lần thứ hai rồi. Đấy. Mà trước khi đi thi là hai bố con tập lái ghê lắm, giận dò trong thuần nhuyễn hết rồi, các con làm hết rồi. Nhưng mà bố an tâm, những cái này con làm được, con không được như thế, phải cẩn thận đấy. Bây giờ mà có ý nghĩ như thế là ngày mai dễ có thể trượt lắm đấy. Mà không, cái này con qua rồi, con làm được rồi thật mà. Nó bảo thế, bảo đấy, mình biết là hỏng rồi. Thế nhưng mà không làm thì cách nào được, nói quá thì nó buồn. Rút kinh nghiệm những lần trước là không có bị vợ phê bình nhiều rồi, là cứ hay sẵn giọng với nó hay bị cuống. Thế thì bây giờ đến hôm sau đi thi thì đúng là sơ suất, những cái sơ suất nhỏ đây đấy, bị như thế đấy. Đến cái đường mà đèn xanh đèn đỏ ấy, rẽ phải thì ở trước thì là đèn đỏ, rẽ phải thì nó có cái mũi đèn xanh ấy, có mũi xanh ấy, cái đèn xanh này chỉ mũi tên ấy, thì nó dừng lại. Đấy, thế là trượt. Thế mà không rồi, hỏng rồi, lại trượt rồi. Đấy. Bây giờ các bác thấy rằng, tức là cháu nó có biết, chứ không phải là không biết, có được học. Nhưng mà nó vào, nó nói lần trước nó về, nó bảo bố con hay bị hồi hộp lắm. Cái lúc mà ngồi bên cạnh cái ông Comisas, gọi tiếng Tiệp là gì Hoàng nhỉ? Cái ông thanh tra đúng không? Ông thanh tra về chấm thi ấy, là hồi hộp lắm bố ạ. Nên là con không làm được. Đấy. Thế thì chúng ta thử nghĩ xem đúng cái trường hợp này chúng ta lâm chung là như thế đấy. Khi bây giờ mình biết rồi, nhưng mà giả sử như cháu Trung lúc bây giờ mà có người bên cạnh bảo con đèn xanh ở bên phải không phải dừng, đi thì nó đi được, đúng không? Ví dụ có người nhắc như thế thì chắc chắn là nó động tốt nghiệp rồi. Nhưng mà không có người nhắc, tự mình dừng xe lại, thì đây là để cho chúng ta bây giờ biết được cái cách này. Nhưng mà lâm chung mà không có người ở bên cạnh nhắc nhở, xin thưa với các bác là chúng ta cũng không làm được cái tông chỉ này đâu. Đúng không các bác? Đúng. Có thấy hộ niệm quan trọng không? Quan trọng lắm đấy. Cho nên nhắc đi nhắc lại để chúng ta thấy là càng ngày chúng ta phải càng phải cố gắng chân quý học hỏi, rồi vào dung lắng nghe cái lời này. Nó không có thừa đâu, không thừa một tí nào đâu. Đối với chúng ta, về cái chuyện buông xả của chúng ta nó khó khăn vô cùng đấy, xin thương với các bác, khó lắm đấy. Nếu mà hợp tình hợp lý, gọi là tâm lý vui vẻ thì buông dễ lắm, nhưng mà cái lúc mà nó mà không thuận theo ý mình mà bảo buông thì chờ đấy mà buông, đúng không? Ông buông thì ông buông của ông, còn tôi chứ kệ tôi, nó là thế đấy. Cho nên là chúng ta cố gắng, không phải là một sớm một chiều chúng ta làm được điều này đâu. Câu ô là khuyên người liệp Phật với đầy đủ tín nguyện hạnh là thực hành một đại pháp cứu độ chúng sanh trong thời nay. Đúng không các bác? Đúng. Đấy. Câu này là chính là lão cư sĩ Dầu Âm nghe được lời tổ. Nghe được lời tổ và đã thực hiện theo lời tổ cái này. Mang về cái pháp niệm Phật này về khuyên cha khuyên mẹ này, khuyên gia đình đấy. Mà xin thưa với chư vị là những cái thời đầu tiên như là lão cư sĩ Diệu Âm là khó khăn nhất đấy, chứ không phải không đâu. Khuyên cha niệm Phật mà đến mức độ là không biết là nước mắt phải đong, lấy cái gì ra đong luôn, đến mức độ như thế đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Không phải như chúng ta hôm nay là thuận lợi vô cùng rồi, vãng sanh đây đó rồi, biết bao nhiêu người tin, bao nhiêu người vãng sanh rồi, có ban hộ niệm rồi, giúp đỡ rồi, đúng không các bác? Khó khăn cái là có người để nhờ vả rồi. Còn lão cư sĩ Dầu Âm lúc bây giờ là không có ai nhờ vả được, một mình phải đương đầu với cha mẹ để khuyên đấy, chứ không phải là đơn giản đâu.
Nước mắt là tính có thể là bằng sông đấy chứ không phải không đâu. Những lá thư mà viết đi là thành hàng thùng đấy. Viết xong rồi xé, viết xong rồi xé, viết xong rồi vò. Như thế đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Khuyên cha khuyên mẹ mất mất bằng bao nhiêu năm trời. Các bạn có thấy khó khăn không? Mà vì Ngài gặp được lời tổ vững vàng niềm tin đến mức độ đấy, không thối lui. Quyết lòng là phải bằng mọi giá cứu cha, bằng mọi giá cứu mẹ. Đúng không các bác? Với cái tâm nguyện như thế, cái niềm tin như vậy, và Ngài đã thành công. Cho nên hôm nay chúng ta cũng loay gương Ngài và cũng phải vững vàng niềm tin này. Các bác có đồng ý không? Quyết lòng nhá, quyết lòng như thế đấy. Quyết lòng đấy. Như là bác Ngát, bác Hồng về vừa rồi đấy, cũng không phải là bình thường đâu. 4 tháng mấy trong gia đình là 4 trong 4 bức tường này, ở nhà niệm Phật là không có ra khỏi nhà đấy. Xin thưa với các bác ở Hà Nội là cái phòng bé tí chứ không phải là như trong nông thôn là còn rộng rãi đâu. Thế mà 4 tháng, hơn 4 tháng trời là ở trong nhà. Các bác có thấy là cái niềm tin và cái tinh thần này là cao không? Các bác có thấy trường hợp đó? Thực sự đây mới gọi là đại hiếu đấy. Đây mới gọi là đại hiếu đấy. Chứ không phải là ở cái tiền nhiều hay ít tiền, hoặc là mấy cái thang thuốc lọ kia đâu. Cái đấy là cũng là rất là tốt, nhưng nó chỉ là tiểu hiếu thôi. Còn cứu được cha mẹ mình thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, đấy mới là đại hiếu. Đúng không các bác? Cho nên cố gắng chúng ta nghe và noi gương lão cư sĩ Diệu Âm mà làm. Xin nhắc cho chư vị rằng hộ niệm là giúp cho một người tự thực hiện lấy cách tu giải thoát. Nói rõ hơn, pháp hộ niệm là phương pháp hướng dẫn mỗi người cách tu hành cụ thể, chính xác, thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh của pháp niệm Phật để vãng sanh, chứ không phải là nhờ năng lực của người hộ niệm mà được vãng sanh. Mỗi người phải lo tu hành lấy. Trước nay vì không biết pháp hộ niệm nên tu không có đường, về không rõ đích, mập mờ không có lối giải thoát. Nay biết được pháp hộ niệm rồi thì xin đừng lầm lẫn mà cứ chờ đến lúc sắp chết mới mời nhóm người nào đó đến giết giải quyết dùm, hoặc đợi chết xong rồi mới tính chuyện cầu siêu là được siêu sanh đâu nhé. Siêu sanh tịnh độ không phải đơn giản như vậy đâu. Đúng không các bác? Đúng là như thế đấy. Cho nên cái pháp này từ đầu đến cuối cho chúng ta là dạy chúng ta hai cái chúng ta phải lập hạnh. Hôm nay chúng ta tóm lại là để chúng ta hiểu rõ ràng. Một là lập hạnh bố thí. Hai là lập hạnh niệm Phật. Đúng không các bác? Đúng. Hai cái này chúng ta phải rõ ràng. Phải nghiên cứu hộ niệm đó. Nếu mà không làm được những điều này thì rõ ràng một đời này chúng ta là những người là lầm chờ chết đấy. Chính chúng ta là lầm chờ cầu siêu đấy. Đúng không các bác? Đúng. Nằm mà để chờ người khác mà hồi hướng công đức cho chúng ta đấy. Cái đấy thì có gọi là tu hành không? Có chắc ăn không? Không. Toàn phiêu phỏng thôi. Mà cái số người mà đi theo con đường này có nhiều không các bác? Rất nhiều. Xin thưa các bác là ức đấy. Cho nên là lão cư sĩ Diệu Âm có nhắc chúng ta là trong kinh Địa Tạng có nói rõ là một người mà chờ người khác mà hồi hướng công đức cho, mình chỉ được hưởng có 1/7 của người ta thôi. Còn chính mình tu hành, chính mình lập hạnh ấy là 7 phần mình hưởng cả 7. Cho nên tu hành ở đây, cái pháp hộ niệm này dạy chúng ta nó là một pháp tu ngay từ bây giờ, chứ không phải là chờ nằm chờ đấy để đến ban hộ niệm người ta đến người ta giúp mình. Đúng không các bác? Không có. Lòng lấy chờ chết để mời quý thầy đến cầu siêu có đúng không? Không đúng. Cái đấy là không đúng. Cho nên rất nhiều người mập mờ trong cái con đường tu. Cho nên cái lập trường này nó sai lầm vô cùng. Vậy thì hôm nay chúng ta đã rõ ràng rồi. Chúng ta phải quyết lòng vững vàng niềm tin và lập hạnh tu hành cho nó vững vàng để đời này chúng ta ai ai cũng có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Kính mời đại chúng buông thư. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà.